Chào các bạn nhé. Hôm nay mình nhận được con máy iPhone 6 với tình trạng là đang không lên nguồn. Thì khi ấn bật thì nó cũng chỉ lên táo một tí rồi tắt. Để lâu lâu thì ấn lên táo một tí rồi tắt. Xong rồi là ấn mãi cũng không thấy lên nguồn được nữa. Thì với trường hợp như thế này, mình sẽ cắm cáp vào máy tính xem là máy tính có nhận không nhé. Ồ, có nghe tiếng máy tính nhận tưng một cái. Thì mình thử bật bao tune lên, mình nghĩ là nó sẽ vào DFU. Đây rồi, nó rơi vào chế độ DFU nhé các bạn. Nó đang treo ở chế độ DFU này. Bây giờ mình sẽ thoát chế độ này xem có được không. Đây, trên 3 auto. Rồi, thoát chế độ DFU thì nó sẽ vào chế độ khởi động tiếp nào. Vào chế độ khởi động tiếp, xong nó lại rơi vào DFU. Ấn thoát lần nữa xem sao. Đi lại khởi động. Lại khởi động xong này lại rơi vào DFU. Vậy thì với như con này thì sẽ phải chạy lại phần mềm nhé. Chạy lại phần mềm, như hiện tại thì lại không có chủ máy ở đây. Thôi để mình sẽ liên lạc với chủ máy, sau đó là chạy lại sau. Bởi vì nếu như bây giờ mình lỡ mình chạy lại và nó dính tài khoản iCloud, không kích hoạt được máy thì tội vạ đâu là mình chịu hết. Nên là mình phải thỏa thuận được với khách hàng đã. Nếu như khách hàng chấp nhận làm thì mình sẽ tiếp tục mình làm. Rồi, cảm ơn các bạn theo dõi video.